Mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn nha. Để đến với video tiếp theo của em trong buổi chiều tối hôm nay. Hiện tại là những ngày giáp Tết đó, quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Em đang đứng tại địa chỉ là 105 Bùi Minh Trực, phường 5, quận 8, cái chợ Bông Sao đó, ông bà, cô chú, anh chị và các bạn ơi. Không khí rộn ràng nè, bà con mua bán tấp nập, chuẩn bị sắm Tết. Chúc quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe nha, thành công trong cuộc sống. Em đang đứng ngay chỗ Phá Lốc Tài, anh Hiếu. Đây là anh Hiếu nè, anh của anh Tài. Thời gian bán của chế Tài là từ khoảng là 14 giờ cho đến 22 giờ hàng ngày nha quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Chào anh Hiếu nha. Dạo này chế Tài đi đâu hả anh Hiếu? Dạ, đi công chuyện hả? Đi công chuyện hả? Dạ. Hấp dẫn lắm ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Giá bình dân. Đây là cái bọng nè. Bọng thì bọng xương là 10 ngàn. Mà bọng thịt là 20. Quyết là bao nhiêu miếng anh Hiếu? 6-10 ngàn. Dạ. Nửa ổ 10 ngàn. Dạ. Kia là con trai của anh Hiếu nha, ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Nhìn hấp dẫn không? Đây là huyết nếp. Huyết nếp là 20 ngàn miếng phải không anh Hiếu? Dạ. Dạ. Hai bọng hai cánh mà lấy cánh lớn, cánh nhỏ xù. Lớn ha. Hai bọc hai cánh với lại 10 ngàn quyết. Nhiều đúng không? Đủ rồi. Dạ, ba mì luôn ha. Không. Nhiều đủ nhậu rồi. Quyết nếp quyết tường sư phụ. Hả? Sư phụ lấy quyết nếp quyết tường. Quyết tường. Dạ. Ôi, đỏ đèn ánh sáng liền rực luôn. Good. Nhiều nhậu mấy thùng anh? Thùng. Triệu đế hả? Một mình hay là mấy anh? 4-5 người hả? Dạ. 4-5 người nhậu rượu đế. 60. Dạ, đây đầu nè, cánh nè, rồi cánh lớn, cánh nhỏ nha ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Kìa. Anh Hiếu lấy cho em mượn cái menu của anh Hiếu. Đây, em quay cho ông bà, cô chú, anh chị và các bạn luôn. Đây. Đó. Đặc biệt nha quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, đó là ngày mùng 1 và ngày 15 là chế Tài nghỉ bán nha. Đó, không có bán. Đây, đây là cái số điện thoại của chế Tài nè ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Chế tức là cái số điện thoại để mình đặt online á. Cái này là vịt. Vịt rút xương. Việc làm. Mình ăn gì vậy? Ủa nhưng mà ví dụ như là vịt này là mình về mình nướng hay là mình làm gì? Nướng. Còn thôi là mình lăn qua nước với lại chiên lại. Giống như cái này giống như làm cái này chú làm như lạp xưởng vậy. À. Lăn qua nước rồi xong chú chiên lại dầu. À. Chú ăn thì chú nướng lên nó sẽ hợp hơn. À. Rồi. Cái như là cái này là bao nhiêu? 160 mình ăn nửa ký. Cái này là đây nửa ký là 160 nha ông bà cô chú. 140. Dạ. Bốn miếng thịt á, miếng thịt vịt á. Ừ. Rồi đó, giới thiệu thêm cho ông bà cô chú thêm là cái món này nữa nha. Chỉ bán được cái mùa Tết rồi. À. Chỉ bán mùa Tết thôi. Sắm Tết rồi sao mấy chưa anh Hiếu? Anh cười kìa. Ở sắm Tết chưa xong chưa anh cười kìa. Chỉ bán từ đây đến 27 tới. À, bán tới 27 Tết thôi đúng không con? Rồi.
tùy theo trái này. Quý ông bà, cô chú anh chị và các bạn thấy chợ bông sao không? Rộn ràng không? Đi thẳng lên trên kia là chợ Phạm Thế Hiển nha. Bà con mua bán tấp nập, tấm tết, các món ăn ẩm thực. Bữa nay là chị Thúy, cái bên đó là chị nghỉ luôn rồi. Chị bán bánh mì, chị nghỉ tết sớm rồi. Từ năm ngoái đến năm nay luôn đúng không? 40, 2 năm luôn. Con trai anh Hiếu nói là lâu rồi chứ thấy chú. Đúng rồi, 2 năm luôn mà. Số điện thoại đặt hàng của chế tài là 0939673702. Chế tài luôn. Đây là cái lỗ tai nha ông bà cô chú, lỗ tai. Lỗ tai là 60.000 dạ. Một dạ. À, một cái một phần gốc tư đó ông bà cô chú anh chị và các bạn cũng 60k. Còn lòng này thì tùy ông bà cô chú mua bao nhiêu thì bán bấy nhiêu. Lòng là 20 bộ, dù mình mua nhiêu bán nhiêu. Dạ. Anh thường nhậu không anh? Thường nhậu món này không? Trời ơi. Về mua về cho bé Bi à. Quen rồi, ở đây mua quen rồi. Đây là cái đó. Đây là anh quen luôn rồi. Ừ. Anh đang quen luôn không? Không mua. À. Không mua.
Thì phải phải giá mà bánh xèo mới hả? Ừ. Đúng rồi. Đấy là đầy luôn. Đấy thêm 10.000 ruột nữa anh ơi. Thêm 10.000 ruột. Làm gì năm được tỷ không? Tỷ 8. Tỷ 8 không? Dạ. Okay. Năm được tỷ 8. Chứ không phải là tỷ. Đúng thế tỷ 77. Anh trai anh hỏi là quay phim này năm được tỷ không? Làm vợ anh Hiếu giật mình. Làm anh Hiếu giật mình. Anh Hiếu anh bỏ ra anh đi quay YouTube luôn quá. Thử đi anh, thử sức mình đi. Anh khách anh chọc thì ông bà cô chú anh chị và các bạn không dễ đâu. Rộn ràng, tết đến rồi, bà con đi mua sắm rồi tấp nập lắm ông bà cô chú anh chị và các bạn. Ông bà cô chú anh chị và các bạn có dịp đi ngang qua đường Bùi Minh Trực thưởng thức cái món này phá lấu rất là hấp dẫn. Em quay một cái không khí nhộn nhịp của bà con ở chợ Bông Sao cho ông bà cô chú anh chị và các bạn xem nhé. Một góc đường nhỏ của chợ Bông Sao. Nếu mà tính ra là đây cũng là chợ luôn chứ anh Hiếu hả? Dạ. Đây là chợ sáng. Ủa cái đây là chợ sáng hả? Sáng đông lắm, sáng bán chợ. À, chợ buổi sáng cái gì? Còn buổi chiều là Phạm Thế Hiển đến đây. Dạ. Cách đây đi lên thẳng luôn đó là cũng cái chợ luôn nha ông bà cô chú. Xíu hả? Đông á là buổi chợ. Nó dài luôn rồi. À, bây giờ chợ túc lên trên kia luôn rồi. Từ nãy quen bật cái mic này. Nói chuyện quá trời mà quen bật cái mic. Nếp thử thường không nếp có bánh mì luôn, bữa nay anh bao bánh mì luôn. Đúng rồi, bán phá lấu. Bây giờ chị thấy mấy bữa là chị thấy kế bàn chị bán bánh mì. Dạ, bán bây... bây giờ là chị nghỉ rồi nên là anh bán bánh mì luôn, phá lấu ăn kèm bánh mì đó. Hấp dẫn chứ. Dạo này kinh tế Sài Gòn cũng rất là khó khăn luôn á ông bà cô chú anh chị và các bạn. Rất nhiều các cái gian hàng, rất nhiều các mặt bằng được trả lại những cái thời gian cuối năm á. Dạ. Nên là cái sức mua của bà con mình thấy nó cũng không có mạnh lắm chứ. Dạ, sức mua đáng lẽ là mấy ngày này là mấy ngày Tết. Tức là sắm Tết.
còn bao nhiêu ngày nữa đâu? Dạ còn khoảng hơn 20 ngày nữa hả? Đó là bắt đầu là bà con có đi sắm Tết, nhưng mà cái sức mua rất là chậm. Mình thấy mình đi mình thấy là rất nhiều các gian hàng, đặc biệt là ở những cái địa điểm như là những cái khu phố như là khu phố đường Nguyễn Trãi đó, là phố thời trang á. Mình đi làm về là mình đi ngang qua mình thấy trời ơi, người bán nhiều hơn người mua. Kinh tế năm nay khó khăn anh Hiếu hả? Kinh tế thấy năm nay khó khăn, mấy mặt bằng lớn, mấy đường lớn là thấy trả lại quá trời luôn á. Đó, trả mặt bằng là lớp giảm biên chế tùm lum hết. Trời ơi, giảm biên chế quá trời quá đất luôn á. Năm nay là người bán thì nhiều, người mua thì ít. À, người bán thì nhiều, người mua thì ít chứ. Kêu năm 2024 cũng khó, cái tình hình cũng khó khăn nữa á. Dạ. Chiến tranh đồ tùm lum hết, ảnh hưởng đến kinh tế trên toàn thế giới, không riêng gì ở Việt Nam mình đâu, mà ảnh hưởng toàn thế giới ông bà cô chú anh chị các bạn. Nóng hả? À, giật hả? À? Thấy không? Quá, chúng dạ, anh lấy gì coi nè. 70. Có này đúng không ta? Dạ có. Đầy đủ đi. Đầy đủ. Mình cho bánh mì mình bao ổ 1.000 nè. Đầy đủ là phải có bánh mì nữa nha. Không, bánh mì nhà có. À, bánh mì nhà có hả? Mình ăn gì anh? Dạ. À. Về ăn tối hả chú? Hay là mua về nhậu? Nhậu à? Cánh cánh nhiêu cái? Nhỏ 5.000 cái chú, còn cánh lớn là 15.000, còn gốc tư là 60. Cánh này 5.000 nè chú. Cánh lớn là 15. Lấy ba cái này. Ba cái lớn. Thôi lấy hai cánh và hai cái lớn. Rồi gì đúng chú? Bộ lòng như vậy. 20. Lấy cái bộ lòng. À, full topping á, về bao nhiêu nhậu à. Đuối luôn á. Chân ruột quyết chân chú nhiều ra 4 cái với 4 cái đầu với 3 đầu à, nãy chú ba đầu, ba đầu là 45 với cánh mà 30 nó 75, bộ lòng 20 95. Rồi đủ rồi. Dạ. Bộ lòng đó phải không? Dạ. Cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Thì quý ông bà cô chú anh chị và các bạn nếu có dịp đi ngang qua đường Bùi Minh Trực, tại địa chỉ là 105 Bùi Minh Trực, phường 5 quận 8 nha ông bà cô chú anh chị và các bạn. Ghé thưởng thức phá lấu này của chế tài. Thời gian bán là từ 14 giờ cho đến 22 giờ hàng ngày nha ông bà cô chú anh chị và các bạn. Được ổn 10.000.